Vào hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân sớm hơn một ngày so với dự kiến. Trong số các cầu thủ đã có mặt, Đoàn Văn Hậu gây chú ý hơn cả. Cầu thủ này gặp vấn đề ở đầu gối với những bước đi tập tễnh. Hình ảnh này không khỏi khiến huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng. Được biết, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội bị tái phát chấn thương và phải tập theo giáo án riêng. Trong khi đó, vấn đề di chuyển của Tiến Linh đã được giải quyết ổn thỏa. Cầu thủ này cùng với hai trợ lý Thế Anh và Huy Khoa đã có mặt tại Hà Nội. Các thành viên của đội tuyển sẽ sinh hoạt và tập luyện theo quy tắc bong bóng để phòng dịch. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu chất lượng trước khi bước vào những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp Ả Rập Xê Út và Australia. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.